sau một hồi giao đấu con bỏ nó nhảy lục luôn. Nó đang dính đây, giờ mình sẽ đi qua bắt nó nha. Rồi nó nhảy lục luôn rồi anh em. Thổ đồng nha anh em, đấu cái đất đã ăn hồi, tự nhiên cái mưa gió nó lên xuống mấy lần, cái giờ cái không hiểu luôn, nhảy lục luôn, nó kết dòng thổ rồi nè. Cái liều mình dựng với nó nè, nhảy lục luôn rồi. Cây nó dành nó bắt luôn rồi anh em. Xin chào và hẹn anh em clip lần sau nha.